hiên nhà veranda. Dạ. Quá đẹp. Em có phim thầy. Dạ, YouTuber là đi chơi phải có cái phim thầy. Ăn ưng đi vô. Dạ. Quá đẹp. Có cần quay lại không? Đúng rồi, quay lại. Thầy, quay lại thầy. Đó, quay lại rồi, rồi. À, cầu Văn Con. Cầu Văn Con đây. Cầu Văn Mẹ là ở Ba Na. À, đây là mô hình phỏng theo cầu vàng của Ba Na đây. Golden Chris baby. Missing mommy, Golden Chris in Ba Na Hill. Golden Chris, so lovely. Hello, my friends. Trời, dễ thương quá. Trái tim yêu của Hồng đó đang đang đập rồn rã. Rồi, dễ thương quá. Dễ thương ha. Dễ thương ha. Điều ấy là điều. Quá đẹp. View đẹp quá. Chỗ này mà không đẹp không làm tiền. À, quá đẹp. Mới chọn món gì đó. Nhưng ta chẳng không điên được á, làm mới khổ. À, đúng rồi. Đúng rồi đó. Hello. Em điên nên em có duyên. Em điên nên em rất hiền. Rồi. Xin chào nghe. Rồi, dễ thương quá. À, bạn đi vô có thể thay để nắm gặp á. Mỗi đã thấy đuối rồi. Có quay tới chỗ nó xí nữa. Đẹp quá hả? À, cầu Văn Con. Cầu Văn Con đây. Cầu Văn Mẹ là ở Ba Na. À, đây là mô hình phỏng theo cầu vàng của Ba Na đây. Golden Chris baby. Missing mommy, Golden Chris in Ba Na Hill.
Golden Press, Golden Press. So lovely. Hello, my friends. Rồi. Trồng mấy cái hoa sử quân tử đẹp quá. Sử quân tử. Ừ, quá đẹp. Tạo dạng đẹp. Sao dễ thương quá. Trái tim yêu của Hồng đó đang đang đập rộn rã. Rồi, dễ thương quá. Dễ thương hả? Dễ thương hả? Điều ấy là điều. Hiên nhà veranda. Dạ. Quá đẹp. Em có phim thầy. Dạ, YouTuber là đi chơi phải có cái phim này. Cho nên ân ưng đi vô. Dạ. Ân ưng đi vô cũng chính đi để cho là. Quá đẹp. Có cần quay lại không? Đúng rồi, quay lại. Thầy, quay lại thầy. Đó, quay lại rồi, rồi. Thầy biết đâu là cái video này là em sẽ được là veranda là trả $1,000 đúng thầy? Rồi. Cảnh đẹp thầy. Đẹp quá rộng. Chỗ này là cái trường đào hồi xưa. Lớp 10 á. Là ok rồi. Mình sắp đi vô dài vô lớp 10 thì nha. Cảm ơn thầy và cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi có dạ cameraman. Camera person. Cái cũng đường đi thiệt dễ thương. Mình ra đây là mình đi con đường đi là mình thoải mái tới đây. Chụp ở bên Sơn Trà. Cuối cùng mới chụp con đường đây. Đẹp chứ? Đường đi thiệt dễ thương.